Chào mọi người nhé, hôm nay mình đang đi bơi chồn. Buổi buổi sáng nay thời tiết rất là đẹp. Hôm nay trời nắng nhé, nắng này thôi nhưng mà đang rét nhé, chứ không phải là đi. Đây mình đi cách xa nhà mình tầm 30 cây, 30 km này. Đấy, thì bên kia cả khu này hôm nay mình đến chờ đây là lúa nó cắt hết rồi này. Nhưng trước kia vẫn còn 1-2 đám ruộng kìa. Cái góc này mà sát trên kia là mấy cái gò cao nhé. Thì hôm nay khu này chồn kiểu gì sẽ nằm trong năm này. Thì một số bác đi đánh chồn ấy, đi cứ kêu đi biết mà không gặp. Thì chúng ta đi không xác định đúng thời điểm chúng ta đến ấy, chúng ta tìm rất là khó mà chúng ta vất vả đấy. Nên là mình sẽ phải chọn đúng thời điểm, mới là mình phải quan sát tốt. Chỗ này thực chất thì đàn chồn này mình biết nó đến đâu rồi ấy. Mình theo dõi nó trong lúa rất là nhiều lần mình đến nhưng mà lúa nó tốt mình không bắt được. Thì hôm nay bắt đầu mình phải vào tầm này, chọn đúng thời điểm nha. Bây giờ mình sẽ xuống kia mình kích. Bởi mình kinh loạn đấy thì thấy con chó nó chạy trong góc kia, một con nó chạy đúng góc kia đấy. Phải đứng kia mình xa mình quay mình thấy nó chạy. Bây giờ thì ruộng lúa này mình sẽ cắm ở đây, mình sẽ cắm vào ruộng lúa này nhá, các bác sẽ thấy. Thấy nha, mình cắm thỏng rất là nhanh nhá. Với hai cái nữa là một cái nữa là mình sẽ mang máy quay bản sát đấy. Khi chúng nó đánh trong lúa đấy là cái loa chúng ta không để tí xuống đất đấy nhá. Mà cái loa các bạn nên để tầm một mình về là mình để hẳn trên cây lúa, mình vận vận cái lúa mình để lên. Hoặc nếu có que chúng ta thì treo cái loa lên cao. Thì con chồn nó sẽ chạy, nó sẽ tìm nhiều hơn nhá. Chứ còn đôi khi chúng ta đặt xuống dưới mà phát đầu tiên mà nó chạy mà chưa dính ấy thì có thể là chúng ta sẽ bắt. Thank you.
Đây, sau một hồi vật lộn thì mình cũng đưa được ba em nó. Ừ, một em, hai em, ba em. Con này, ba con này cũng tháo tháo thôi, không to lắm. Trời nắng này thì mình cho vào túi này thì mình không sợ nó chết nhé. Như này thì tí nữa mình mang đi bán ấy, thì mình sẽ đưa cả người ta này luôn, cứ đếm con ăn tiền, không phải cần phải mất công cân kiệm quá mất công cả. Bốn em chưa phải là ba em nhé, vứt bát được một phát, một con nó dính ở thằng ngoài, khi mình cắm cố mình nèo qua hút một phát là hút cả đàn luôn đấy. Bác thấy không, không cần vất vả nhiều, quan trọng là chọn đúng thời điểm, thế là đủ rồi, đi về. Đàn này chắc thì vẫn còn một vài con ở bên kia núi nó còn nhiều thì để hôm khác bắt tiếp. Hôm nay mình kiểm tra từ con này bé quá, mình sẽ thả con này ra bắt ba con kia thôi. Con này bé để cho nó. Cố mà sống nhá, to bắt tiếp đấy. Vì vậy thì con bé quá chúng ta cũng không nên, cứ thả nó ra 5-6 bắt lại không vấn đề gì nhá.